Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất dị màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng huyền tỏ nhân lai nghệ nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 675 kinh Thâm Mật Giải Thoát. Hán dịch đời Nguyên Ngụy, Tam Tạng Bồ Đề Lô Chi, người nước Thiên Trúc. Quyển 1. Phẩm 1. Tựa Huy Mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn đang ở tại Điện Pháp Giới thuộc cảnh giới của Như Lai, là chỗ được trang nghiêm tốt nhất bằng tất cả các loại báu sáng ngời. Có ranh giới đến khắp vô lượng các thế giới. Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi. Do lượng sự khéo léo, những nơi ở khác nhau không có ngàn mé, hoặc quá hơn ngàn mé, quá hơn tất cả cảnh giới ba cõi, vượt lên trên cảnh giới thành tựu căn lành của thế gian, của xuất thế gian, khéo đến được nơi thanh tịnh tự tại giải thoát vô ngại. Đó là thần lực của chư Phật Như Lai nắm giữ, là nơi sở hành của vô lượng Bồ Tát, là nơi sở hành của vô lượng các hàng trời trồng giả soát cả tác bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hồ La Già Nhân Phi Nhân, là nơi đại pháp giới rốt ráo đầy đủ vui thích, là nơi hoàn toàn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, là nơi lìa tất cả phiền não nhớ bẩn, là nơi lìa tất cả các ma oán địch, đạt được sự trang nghiêm trụ trì của chư Phật, là nơi đại pháp ý sáng suốt, là nơi Samatha Tibha Sana Đại Thừa, là nơi nhập vào không vô tướng vô nguyện đạt đại giải thoát, là nơi được trang nghiêm bằng vô lượng công đức các hoa sen báu lớn. Đức Thế Tôn trụ ở những nơi không nghĩ bàn và tự tại như vậy. Chư Phật Như Lai khéo hiểu điều cần hiểu, lìa hai hạnh đạt đến chỗ vô tướng, thực hành hạnh chư Phật đạt được tất cả bình đẳng cho đến không còn chỗ chướng ngại của các đức Như Lai, có khả năng đạt đến tất cả pháp luân bất thoái, có khả năng đạt đến cảnh giới không thể hàng phục, thể tánh không thể nghĩ bàn, có khả năng đạt đến tất cả bình đẳng ba đời, thân bao trùm khắp tất cả pháp giới, có khả năng đạt đến các pháp vô ngại, có khả năng đạt đến tất cả trí hạnh rốt ráo, có khả năng đạt đến pháp trí vô ngại, để tất cả các thân không phân biệt. Trí có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi của các Bồ Tát. Có khả năng đến bờ bên kia mà không khai hành. Có khả năng đạt đến trí giải thoát không có sai biệt của chư Phật. Có khả năng đạt đến tam muội vô biên vô trung, cảnh giới rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, cho đến tầng vị lai, cùng đầy đủ các chúng thanh văn, tâm khéo điều phục đều là Phật tử. Khéo được tâm giải thoát, khéo được tuệ giải thoát, khéo đạt được giới thanh tịnh. Người cầu pháp ham thích sự thành tựu học rộng, nắm giữ sự học rộng đầy đủ mọi sự học, khéo nghĩ những gì cần nghĩ, nói những điều cần nói, làm những việc cần làm, mau chóng đạt được tất cả trí tuệ, khéo đạt được trí tuệ mau chóng, đạt được trí tuệ dũng mãnh nhạy bén, đầy đủ ba minh, thấy pháp đệ nhất, được hạnh cứu cánh, tu hành thanh tịnh, thành tựu đầy đủ, lãnh thọ đại thí chủ, hoan nghi vắng lặng, thành tựu rốt ráo, nhẫn nhục, nhu hòa, khéo lãnh thọ lời Phật dạy, thực hành đúng như đã nói. Lúc đó có vô lượng đại chúng Bồ Tát từ vô lượng các cõi Phật đến tập hội. Các Bồ Tát này đều đổ vào tất cả chỗ sở cầu to lớn, nắm giữ rốt ráo đại pháp vô thượng, được tâm bình đẳng của tất cả chúng sinh, lìa mọi phân biệt, hàng phục tất cả các ma oán địch, lìa mọi chỗ sở niệm của thanh văn bích chi Phật, luôn ưa thích đầy đủ đại pháp vị, vượt qua năm sự sợ hãi, được địa vị bất thoái, thể tánh nhất thừa, có khả năng diệt sự sợ hãi trước mắt của tất cả chúng sinh. Các vị Bồ Tát như thế nhiều không thể nói hết, không thể nghĩ bàn, không thể nêu bày, không thể đo lường, không thể đếm xuể. Phẩm 2. Thánh giả hỏi Bồ Tát thiện vấn. Khi ấy Đức Thế Tôn được trăm ngàn vị A Tăng Kỳ đại chúng trước sau bao quanh vì các Bồ Tát nói pháp sâu dày. Lúc đó trong đại chúng có thánh giả đại Bồ Tát tên là Thiện Vấn đang ngồi trong chúng, nương vào đệ nhất nghĩa đế vô ngôn không có hai tướng, và thánh giả Bồ Tát thâm mật giải thoát. Thưa Phật tử, nói tất cả pháp là không hai, tất cả pháp không hai ấy, sao lại là tất cả pháp, sao gọi là không hai? Bồ Tát thâm mật giải thoát bảo Bồ Tát Thiện Vấn: Này Thiện Nam, nói tất cả pháp ấy là nói có hai pháp. Một, pháp hữu vi. Hai, pháp vô di. Này Thiện Nam, pháp hữu vi là chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô di. Pháp vô vi là chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi.
Bồ Tát thì vẫn hỏi: Thưa Phật tử, sao gọi là pháp hữu vi, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi? Sao gọi là pháp vô vi, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi? Bồ Tát thâm mật giải Phật đáp: Này Thiện Nam, nói pháp hữu vi đó chỉ là danh tự nói pháp của Như Lai. Nói rằng Như Lai dùng danh tự nói pháp cũng chỉ là để phân biệt ngôn ngữ, đó gọi là nói pháp. Này Thiện Nam, nếu chỉ là danh từ để phân biệt ngôn ngữ gọi là nói pháp thì thường không bằng các danh từ tập hợp mà thành ngôn ngữ, thế cho nên nó không phải hữu vi. Này Thiện Nam, nói vô vi chỉ là chỉ cái thể của ngôn ngữ. Này Thiện Nam, giả sử lìa cả hữu vi vô vi thì pháp ấy cũng như vậy. Này Thiện Nam, tuy không ngôn ngữ nhưng không phải không có việc gì để nói. Thưa Phật tử, thế nào là việc mà không có gì để nói? Nghĩa là thánh nhân biết, thánh nhân thấy, thánh trí biết, thánh trí thấy, không có pháp để ngôn ngữ chứng. Vì muốn nói pháp không ngôn ngữ ấy cho nên nương vào tướng và nói hữu vi vô vi. Này Thiện Nam, nói vô vi chỉ là danh từ nói pháp của Như Lai. Danh từ nói pháp chỉ là để phân biệt, tướng phân biệt là tướng ngôn ngữ. Này Thiện Nam, tướng ngôn ngữ tức là pháp tập hợp của danh tự, tập hợp danh tự tức là pháp giả dối. Pháp giả dối thế của nó thường không như vậy, bởi do các sự phân biệt danh tự không thành, tức là tướng ngôn ngữ, thế cho nên ta nói chẳng phải vô vi. Này Thiện Nam, nói hữu vi chỉ là danh tự nói liệt pháp hữu vi vô vi thì nó cũng như vậy. Này Thiện Nam, nói như thế nhưng chẳng phải không có việc gì để nói. Này Thiện Nam, thế nào là việc mà nói thánh trí biết, thánh trí thấy, không có pháp để ngôn ngữ chứng? Vì ngôn ngữ không có pháp để chứng cho nên nói là chẳng phải hữu vi. Bồ Tát Thiền vẫn hỏi: Thưa Phật tử, sao gọi việc ấy là vô ngôn sở chứng, thánh trí biết, thánh trí thấy mà nói đó là vô ngôn chứng pháp, mà nói đó là ngôn ngữ hữu vi vô vi? Bồ Tát thâm mật giải Phật đáp: Này Thiện Nam, ví như người làm trò ảo thuật và học trò của ông ta ở tại ngã tư đường chất chứa cỏ cây, nhánh lá, ngói gạch là một chỗ, rồi biểu diễn các trò ảo thuật như binh lính, voi, ngựa, xe, bộ, ma đi, trân châu, lô ly, kha cụ, san hô, hổ phách, xa cừa, mã não, tiền tài, lúa tóc, tấm lụa, cho các kho chứa các vật, biểu diễn rất nhiều trò các lạ như vậy. Này Thiện Nam, nếu lúc đó có những kẻ ngu sơ vô trí thấy nghe việc ấy không biết đó chỉ là cỏ cây ngói đá mà sinh tâm cho là có thật, cái loại do ngựa xe bộ binh lính mà đi, trân châu lưu ly khao cụ san hô hổ phách sa cừ mã não tiền tài lúa thóc vải vóc và kho chứa các vật, để chứng kiến như thế cho nên người ngu kia liền ôm giữ sự thấy nghe đó mà tu hành, cho việc đó là hoàn toàn có thật, ngoài ra đều là hư vọng. Này Thiện Nam, người ấy lại cần cầu pháp tối thượng. Này Thiện Nam, là có người trí tuệ, không phải là ngu si, thấy voi ngựa biết rằng đó chỉ là cỏ cây ngói gạch, thấy nghe thế rồi người này sinh tâm biết gió ngựa xe không phải là thật, từ ảo thuật mà làm ra là tướng giả dối, mọi việc khác thường chỉ là mê hoặc mắt người. Thấy nghe như thế người trí không cho nó là thật, cũng không dính mắt, cũng không bám lấy, lúc đó là thật, ngoài ra là giả dối, biết ý nghĩa để nắm giữ, nắm lấy ngôn ngữ, người này không cần quán thắng pháp. Này Thiện Nam, chúng sinh phàm phu chỉ được trí thánh nhân suốt thế gian cũng là như vậy. Phàm phu ngu si biết không đúng như thật pháp không ngôn ngữ, thấy nghe pháp hữu vi vô vi liền sinh tâm suy nghĩ có pháp hữu vi vô vi như tôi thấy nghe, thế nên sự theo sự thấy nghe người này ôm giữ nó cho đó là thật, bởi thế nên người này hay lãnh thọ thực hành như đã thấy nghe cho nó là thật, còn các việc khác là giả dối, nghĩ liền sẽ đang quán sát thắng pháp. Này Thiện Nam, là có chúng sinh không phải là ngu si thấy rõ thực đế, đạt được trí thánh nhân suốt thế gian, có khả năng biết như thật tất cả các pháp, chứ pháp thể chân thật không ngôn ngữ, nhưng chúng sinh đó thấy nghe pháp hữu vi vô vi lại sinh tâm suy nghĩ không có các pháp danh từ hữu vi vô vi như đã thấy nghe, rồi lại nghĩ lời nói hữu vi vô vi là có đó, từ hành tướng giả dối phân biệt sanh ra như pháp ảo thuật ấy mê hoặc người trí, sinh ra hữu vi vô vi với danh tướng khác lạ, để hiểu biết như đã nghe thấy,
nên không dính mắc vào những gì đã thấy nghe, đó mới là chân thật, còn các cái khác là giả dối. Vì nghĩa rõ ràng ấy mà nắm bắt ngôn ngữ, người ấy không cần thắng quán thắng pháp. Này thì nam, trí thánh nhân biết các việc như vậy. Thánh nhân trí thấy biết chứng được vô ngôn, vì muốn chứng pháp vô ngôn ấy mà nói, đó là danh tướng hữu di vô di. Trong đó Bồ Tát Thâm Mật Giải Thoát nói kệ, nghĩa sâu không ngôn ngữ, chư Phật nói không hay, người si nương vô minh, lý luận chấp hai pháp, làm lớn đường thế gian, qua lại không dừng nghỉ, sinh trong loài súc sinh, do lìa nghĩa thứ nhất. Phẩm 3 Thánh Giả Bồ Tát Đàm Chú Kiệt thưa hỏi. Đó là Thánh Giả Bồ Tát Đàm Chú Kiệt nương vào nghĩa đế như thật thứ nhất, cho qua tướng cảnh giới giác quán của thế gian. Bạch Đức Phật, Bạch Thế Tôn, con nhớ đời quá khứ là còn vượt qua đời quá khứ nữa. Các thế giới này 77 hằng hà sa thế giới, và không vô lượng hằng hà sa thế giới ấy, có cõi Phật tên là thế giới danh xưng. Trong thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Tỳ Ma La Kiết Đế Như Lai, hiện đang ở cõi nước đó. Khi con giáo hóa chúng sinh đến thế giới này, ta có một thầy ngoại đạo đã đứng một chỗ, đồng thời có 77.000 đệ tử cũng đang tụ tập nơi ấy, nếu vào tướng đệ nhất nghĩa mà suy nghĩ các pháp. Các ngoại đạo đó cùng nhau xin tìm tướng đệ nhất nghĩa, xưng lường tướng đệ nhất nghĩa, suy nghĩ tướng đệ nhất nghĩa, đi quan sát nhưng không thấy tướng đệ nhất nghĩa, do đó sinh ra ý sai khác, thấy cũng sai khác và dính mắc vào sai khác, thành lập bè phái khác, khởi lên tranh luận, hai bên đấu khẩu với nhau, buông ra những lời không tốt, cùng nhau nổi loạn rồi giải tán. Bạch Thế Tôn lúc đó con liền sinh tâm nhớ nghĩ, thật hiếm có chư Phật Như Lai xuất thế, như nương vào Như Lai xuất thế gian, cho nên nay được thấy nghe tướng đệ nhất nghĩa, vượt qua khỏi cảnh giới thế gian, được chứng tướng đệ nhất nghĩa, thấy tướng đệ nhất nghĩa và chứng tất cả tướng diệt. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, này Đàm Vô Kiệt, đúng vậy, đúng vậy, ta hiểu cái tướng đệ nhất nghĩa vượt qua khỏi cảnh giới thế gian, hiểu như vậy rồi, đều nói cho mọi người, chỉ bày mọi người, hiện đó cho mọi người tạo lập pháp này. Vì sao ta bị thánh nhân nói pháp tự chứng của nội thân? Vì các phàm phu nói cảnh giới, hiểu và thấy, cùng nhau biết được điều đó. Này Đàm Vô Kiệt, nay ngươi nên nương vào nghĩa này, mà biết đó là tướng đệ nhất nghĩa vượt qua khỏi cảnh giới thế gian. Này Đàm Vô Kiệt, ta nói nghĩa thứ nhất vượt qua khỏi cảnh giới của tất cả các tướng, thấy hiểu gọi là cảnh giới các tướng. Như vậy ta nói nghĩa thứ nhất là cảnh giới vô ngôn, sẽ thấy hiểu gọi là cảnh giới lời nói. Này Đàm Vô Kiệt, ta nói lìa các ngôn ngữ là tướng của nghĩa thứ nhất, sẽ thấy hiểu danh tự là tướng thế đế. Như vậy ta đã nói lìa các tranh luận là tướng của nghĩa thứ nhất, sẽ thấy hiểu danh tự là tướng tranh luận. Này Đàm Vô Kiệt, nương vào nghĩa tướng này, nay ông nên biết cảnh giới sẽ thấy hiểu vượt qua khỏi các thế gian là tướng của nghĩa thứ nhất. Này Đàm Vô Kiệt, với như có người trọn đời ăn vị cay đắng mà người ấy không biết, không cảm giác, không đeo bày được vị cay đắng đó, và cũng không tin rằng có vị ngon ngọt của thạch mật a bà già. Này Đàm Vô Kiệt, có người suốt đời tin vào cái vui ham muốn, chìm đắm chìm vào ham muốn, bị lửa ham muốn thiêu đốt nội tâm, thân không thể biết, không thể giác ngộ, không thể so sánh, không còn khả năng tin lìa tất cả sắc thanh hương vị xúc, để không còn vui trong ham muốn nữa. Này Đàm Vô Kiệt, có người suốt đời tin vào phân biệt vui giới, phân biệt không thể biết, không thể giác ngộ, không có khả năng so lường, không còn khả năng tin vào cái vui không phân biệt của sự vắng lặng nội thân. Này Đàm Vô Kiệt, có người suốt đời thấy nghe hiểu biết vui tin ưa thực hành, người ấy lại không thể biết, không thể giác ngộ, không thể so lường, không còn khả năng tin lìa cả thấy cái vui thấy nghe hiểu biết của sự vắng lặng nội thân. Này Đàm Vô Kiệt, như có người suốt đời bám lấy chính mình, không giữ tướng ngã, vô tin mà làm, người ấy không thể biết, không thể giác ngộ, không thể so lường, không còn khả năng tin vào cái vui không có ngã, ngã sở, rồi cả uất đơn việt phương bắc. Này Đàm Vô Kiệt, có người, người có thấy hiểu như vậy, không thể biết, không thể giác ngộ, không thể so lường, không có khả năng tin lìa các tướng thấy biết của nghĩa thứ nhất.
Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ, ta nói thân chữ pháp, thứ nhất lìa ngôn ngữ cảnh, lìa tướng thấy hiểu trăng, vô ngôn nghĩa thứ nhất. Phẩm Bố Tánh Giả, Đại Bồ Tát Thiện Thanh Tịnh Tuệ thưa hỏi. Lúc đó Thánh Giả Đại Bồ Tát Thiện Thanh Tịnh Tuệ nương vào nghĩa thứ nhất, vượt qua các tướng nghiêng về một phía bạch Đức Phật. Và Thế Tôn khéo nói tướng của nghĩa thứ nhất, đế thật là pháp màu hiếm có, nghĩa rất sâu dày, đã vi tế càng vi tế, vượt qua mọi tư tưởng lực về một phía, đó là pháp rất khó chứng. Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở xưa tại một chỗ nọ thấy các Bồ Tát trụ hạnh tính địa ngồi một chỗ suy nghĩ về hạnh hữu di để nhất nghĩa đế, đó là một hay là khác? Trong số đó có Bồ Tát nói hành tướng hữu vi khác với nghĩa thứ nhất. Là có Bồ Tát nói chẳng phải hành hữu vi khác nghĩa thứ nhất, mà hữu vi không khác nghĩa thứ nhất. Là có Bồ Tát sinh tâm nghi khởi lên một ý khác nói như vậy. Trong số các vị Bồ Tát này, vị nào nói chân thật, vị nào nói giả dối, vị nào tu hành pháp nhớ nghĩ chân chánh, vị nào tu hành pháp nhớ nghĩ không chân chánh. Bạch Thế Tôn, có thấy các Bồ Tát suy nghĩ như thế, các thiện nam này đều là ngu si, chẳng phải là người có trí tuệ, không khéo biết chánh pháp, rơi vào nhớ nghĩ không chân chánh. Vì sao? Vì không có khả năng biết hạnh của hữu vi, tướng của nghĩa thứ nhất, vi tế không tướng, vượt qua tướng nghiêng về một phía. Lúc đó Đức Phật khen Đại Bồ Tát Thiện Thanh Tịnh Tuệ, này thiện thanh tịnh tuệ, đúng vậy, tất cả thiện nam đó đều là ngu si, không có trí sáng suốt, không biết chánh pháp, rơi vào tà niệm. Vì sao? Vì do không có khả năng biết được hạnh tướng vi tế, tướng nghĩa thứ nhất vượt qua tướng lệch một phía. Vì sao? Này thiện nam tịnh tuệ, nếu hành hữu vi không khác tướng của nghĩa thứ nhất, thì tất cả phàm phu ngu si đều cũng ứng thấy nghĩa thứ nhất thế đế. Tức là thân phàm phu đều cũng ứng được cái vui niết bàn thanh tịnh vô thượng, đều cũng ứng được với vô thượng chánh đại chánh giác. Này thiện thân tịnh tuệ, nếu hành hữu vi không khác tướng của nghĩa thứ nhất, thì khi thấy đệ nhất nghĩa đế cũng ứng thấy hành tướng hữu vi. Nếu hành tướng hữu vi là có tướng, thì tướng liền bị trói buộc, không ứng với giải thoát. Nếu thấy thật đế không liền tướng trói buộc, thì không ứng với giải thoát, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của phiền não. Do không lìa hai thứ trói buộc này, nên cho nên không ứng với cái vui niết bàn thanh tịnh vô thượng, cũng không ứng với vô thượng chánh đại chánh giác. Này thiện thanh tịnh tuệ, vì nghĩ đó cho nên kẻ ngu si phàm phu không thấy thật đế, không thể từ thân phàm phu này mà chứng đắc niết bàn thanh tịnh, và cũng không thể từ thân phàm phu này mà chứng đắc vô thượng chánh đại chánh giác. Thế nên người ấy, người thấy thật đế thì không ứng với hành tướng hữu vi, hành tướng nghiêng về một phía. Người ấy thấy hành tướng hữu vi, tức tướng của nghĩa thứ nhất, nghĩa của nhất dị bất thành, bất nhiệt nhất dị. Này thiện thanh tịnh tuệ, ông nên biết các Bồ Tát ấy nói hành hữu vi của tướng nghĩa thứ nhất là một là khác. Các Bồ Tát ấy chẳng phải có nhớ nghĩ chân chánh mà là nhớ nghĩ nhất tà vậy. Lần nữa, này thiện thanh tịnh tuệ, nếu hành tướng hữu vi, tướng nghĩa thứ nhất, cả hai không khác, thì hành hữu vi ấy rơi vào nhiễm tướng, tướng nghĩa thứ nhất cũng rơi vào nhiễm. Này thiện thanh tịnh tuệ, nếu hành tướng hữu vi lìa tướng nghĩa thứ nhất khác, như vậy tất cả hành hữu vi không đồng với nghĩa thứ nhất. Này thiện thanh tịnh tuệ, đại nhất nghĩa đế không rơi vào tất cả nhiễm phiền não, do vậy cho nên nói hành hữu vi đồng tướng với đại nhất nghĩa đế. Thế nên này thiện thanh tịnh tuệ, ông không nên nói hành tướng hữu vi, đại nhất nghĩa đế có một có khác. Lại nữa, này thiện thanh tịnh tuệ, nếu hành tướng hữu vi và tướng đại nhất nghĩa cả hai không khác, thì đệ nhất nghĩa đế không khác tất cả các hạnh hữu vi, tất cả các hạnh hữu vi như vậy cũng không khác tướng đệ nhất nghĩa, nhưng hữu vi lại khác đệ nhất nghĩa. Nếu không khác thì người thấy nghe hiểu biết hành tướng hữu vi sẽ thực hành như thật, không cần cầu pháp thủ thắng vô thượng. Này thiện thanh tịnh tuệ, nếu hành tướng hữu vi tướng đệ nhất nghĩa không khác, thì hành hữu vi mới gọi là không ngã, không có tướng thượng thể, mới là tướng đệ nhất nghĩa. Này thiện thanh tịnh tuệ, nếu lại có lỗi lầm
nhất thời phân biệt các thứ khác nhau. Cho đây là tướng nhiễm, đó là tướng tịnh. Cho nên này thì thanh tịnh tuệ tướng định nhất nghĩa khác hành tướng hữu vi, mà chẳng phải không khác hành tướng hữu vi. Cho nên người thực hành như thật, giờ thấy nghe hiểu biết, lại cầu ở thắng pháp, do biết hành hữu vi như thật cho nên được gọi là vô ngã định nhất nghĩa, chứ không phải trong một lúc có hai tướng có nhiễm có tịnh sai khác. Cho nên lìa hành tướng hữu vi, tướng đệ nhất nghĩa không một không khác, nghĩa cũng không thành. Này thiền thanh tịnh tuệ, các Bồ Tát ấy nói như vậy: hành tướng hữu vi, tướng đệ nhất nghĩa không một không khác. Các Bồ Tát ấy nói như vậy thì không được gọi là khéo nói. Này thiền thanh tịnh tuệ, ông nên biết các Bồ Tát ấy không được gọi là chánh niệm tu hành như thật, đó gọi là tà niệm. Này thiền thanh tịnh tuệ, ví như bạch mã não không thể nói một, không thể nói khác. Như vậy, tiếng kim huỳnh vi diệu của đèn phóng hồng, hương thơm trầm thủy, vị cay của lá lốt, vị cay của cây hai lê lạc, vị ngọt của cây mía, đầu la, nhu nhuyễn, tô cho đến đề hồ, không thể nói một, không thể nói khác. Này thiện thanh tịnh tuệ, tất cả hành hữu vi, hình thể là tướng vô thường, không thể nói một, không thể nói khác. Tất cả hữu vi, tất cả hữu lậu, với mọi tướng khổ của nó, không thể nói một, không thể nói khác. Tất cả tướng vô ngã trong tất cả pháp, không thể nói một, không thể nói khác. Tướng tham sân si, nhiễm không vắng lặng, không thể nói một, không thể nói khác. Này thì thanh tịnh tuệ, như vậy tất cả hành hữu vi, tướng đều nhất nghĩa, không thể nói một, không thể nói khác. Này thì thanh tịnh tuệ, như vậy là ta được tế vi tế sâu dày thật khó chứng, vô cùng khó chứng, vượt qua khỏi nhất dị tướng, hiểu nghĩa thứ nhất đế, hiểu rõ rồi đem dị nói mở bày và tạo dựng cho mọi người. Lúc đó Đức Như Lai liền nói kệ: cõi hữu vi thật đế, phải lìa tướng nhất dị, nếu phân biệt một khác là si không chánh niệm. Người ấy bị tướng trói, bị phiền não ràng buộc, tu tỳ bà xá na samatha được thôi. Phẩm năm tại mạng Tu Bà Đề thưa hỏi: Khi Đức Thế Tôn đưa vào nhất thiết xứ, nhất vị đẳng vị, đệ nhất nghĩa đế, bảo tuệ mạng Tu Bà Đề: Này Tu Bà Đề, ông có biết trong tất cả cõi chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh tưởng nương ngã nương mạng, nói ngã sợ đắc? Này Tu Bà Đề, ông có biết trong tất cả cõi chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh lìa ngã lìa mạng, nói ngã sợ đắc? Tu Bà Đề bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đối với cõi chúng sinh, con thật ít thấy chúng sinh liền ngã liền mạng, nói ngã sao đắc. Bạch Thế Tôn: Nhưng con thật thấy vô lượng A Tăng Kỳ, bất khả thuyết chúng sinh, ở trong cõi chúng sinh, lại nương ngã nương mạng, nói ngã sao đắc. Bạch Thế Tôn: Con nhớ đời quá khứ, ở một nơi trong vườn A Lan Nhã, lúc đó có rất nhiều tỳ kheo đang ở xung quanh con. Bạch Thế Tôn: Lúc mặt trời lặn dần về tây, con thấy các tỳ kheo ấy tụ tập lại một chỗ, đem các pháp tướng ra nói và cho là đã chứng đế pháp. Bạch Thế Tôn: Có các tỳ kheo đang lấy tướng của ấm nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo thấy ấm sinh tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo thấy ấm diệt tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo nói ấm diệt pháp. Có các tỳ kheo nói ấm diệt hiện chứng pháp. Có các tỳ kheo thấy nhập tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng 12 nhân duyên nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng khỏi hành nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo nắm lấy đế tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ nhân tướng của đế nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng biết đế nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo quan bỏ đế tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo thù chân đế tướng nói là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ sự tu hành đế tướng nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ giới pháp tướng nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ nơi giới tướng nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng đủ các loại giới tướng nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng của vô lượng giới nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng diệt giới nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ tướng diệt giới chứng nó là chứng pháp.
Các tỳ kheo như vậy, ôm giữ tướng bốn điểm xứ, nó là chứng pháp của các tỳ kheo. Ôm giữ tướng của bốn điểm xứ, nó là chứng pháp của các tỳ kheo. Ôm giữ tướng bốn niệm xứ đối trị, nó là chứng pháp. Các tỳ kheo ôm giữ tướng tu hành bốn niệm xứ, nó là chứng pháp. Các tỳ kheo ôm giữ bốn niệm xứ chưa sinh làm tướng tu hành, sinh khởi bốn niệm xứ, nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ bốn niệm xứ đã sinh làm tướng tu hành, không mất, nó là chứng pháp. Có các tỳ kheo ôm giữ bốn niệm xứ tướng đã sinh làm tướng tu hành tăng trưởng trọng, nó là chứng pháp. Các tỳ kheo này ôm giữ bốn chánh cần như ý, căn, lực, giác, đạo, chưa sinh là sinh, là trụ, đã không quên mất là tăng trưởng, ôm giữ tướng đó, nó là chứng pháp. Bạch Thế Tôn còn thấy các tỳ kheo ấy sinh ý niệm như thế. Các tỳ kheo này do chính mắt vào ngã tướng, ôm giữ tướng ngã mạn để nói chứng như vậy. Vì sao? Vì không có khả năng biết tướng để nhất nghĩa, để nhất vị, đẳng vị. Bạch Thế Tôn, như vậy con nghĩ Đức Thế Tôn ra đời thật là hiếm có, thật hiếm có. Khéo nói pháp thù thắng, nhất thiết xứ, để nhất nghĩa, nhất vị, đẳng vị, rất hay, rất sâu xa, khó hiểu, khó biết. Như thế hàng ngoại đạo làm sao có thể hiểu được? Đức Phật khen Tu Bồ Đề: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Pháp mà ta đã chứng là vi diệu, và thật hết sức vi diệu, là sâu dày và cực kỳ sâu dày, khó giác ngộ và thật khó giác ngộ, là tướng nhất thiết xứ, nhất vị, đẳng vị. Đệ nhất nghĩa đế là sở chứng của ta. Chứng rồi ta vì mọi người mà mở bày và nói rộng rãi cho thật sáng tỏ, rõ ràng, cụ thể. Vì sao này Tu Bồ Đề? Vì đó là những gì được gọi là ấm, giới, nhập, nhân duyên, khởi hành, cảnh giới, thật đế, niệm xứ, chánh cần, như ý, căn, lực, giác chi, thánh đạo. Này Tu Bồ Đề, ta nói trong năm ấm, quán, thanh tịnh, 37 phẩm là tướng đệ nhất nghĩa. Tất cả ấm, giới, nhập, niệm xứ, chánh cần, như ý, căn, lực, giác chi, thánh đạo là tướng nhất vị, đẳng vị. Này Tu Bồ Đề, đưa vào nghĩa này, này ông nên biết nhất thiết xứ, nhất vị, đẳng vị là tướng của nghĩa thứ nhất. Lại nữa này Tu Bồ Đề, tỳ kheo tu hành như thật, biết đúng như thật, một ấm như là pháp đệ nhất nghĩa đế, vô ngã. Ngoài ra giới, nhập, nhân duyên, khởi hành, giới, niệm xứ, chánh cần, như ý, căn, lực, giác chi, thánh đạo, không quán riêng pháp chân như đệ nhất nghĩa vô ngã, cho nên nương và tùy thuận chân như, nương vào pháp không hai mà chứng nhất thiết xứ, chức vị, đẳng vị, tướng đệ nhất nghĩa. Này Tu Bồ Đề, ông nương vào nghĩa này nên biết như vậy, cái được gọi là nhất vị, đẳng vị là tướng đệ nhất nghĩa. Lại nữa này Tu Bồ Đề, như ấm, giới, nhập, nhân duyên, khởi hành, giới, niệm xứ, chánh cần, như ý, căn, lực, giác chi, thánh đạo ấy có sai khác? Nếu pháp chân như đệ nhất nghĩa đế vô ngã là có tướng sai khác, thì việc chứng đắc pháp chân như đệ nhất nghĩa đế cũng ứng có nhân. Nếu có nhân thì ứng với nhân mà sinh, nếu từ nhân sinh ra thì ứng với hữu vi, đó là hữu vi, tuy không được gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nếu chẳng phải đệ nhất nghĩa đế thì nên tìm cầu đệ nhất nghĩa đế. Nên Tu Bồ Đề, thế nên pháp chân như đệ nhất nghĩa đế vô ngã chẳng phải từ nhân sinh, cũng không phải là pháp hữu vi, cũng chẳng phải là không đệ nhất nghĩa đế, cũng chẳng phải đó là đệ nhất nghĩa đế. Phải liền cầu đệ nhất nghĩa đế, đó là phải làm thường xuyên, luôn luôn làm. Như lai ra đời hoặc không ra đời, pháp tánh vẫn thường trụ, pháp giới vẫn thường trụ, pháp thể vẫn thường trụ. Này Tu Bồ Đề, ông nương vào nghĩa này là biết tất cả các pháp tương ấy là nhất vị, đẳng vị, đệ nhất nghĩa đế. Này Tu Bồ Đề, với như vô lượng sự sai biệt, các thứ sắc tướng, không tướng, không có phân biệt, không có sai khác, tất cả nơi chốn hư không, vị bình đẳng, một thể, một tướng. Này Tu Bồ Đề, tự tướng của tất cả các pháp là sai biệt, nhất thiết xứ, nhất vị, đẳng vị là tướng của đệ nhất nghĩa. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai ứng nói pháp, tất cả tướng một vị, không lìa nghĩa thứ nhất, thấy khác là kiêu ngạo. Phẩm sáu, thánh giả Bồ Tát Quảng Tuệ thưa hỏi: khi ấy thánh giả là Bồ Tát Quảng Tuệ nương vào tướng của tâm Bạch Đức Phật và Thế Tôn, Như Lai nói các Bồ Tát khéo biết tâm ý, ý thức pháp bí mật sâu xa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát khéo biết tâm ý, ý thức pháp bí mật sâu xa?
Bà Thế Tôn về nghĩa gì? Bà Thế Tôn nói các Bồ Tát khéo biết tâm ý, ý thức đã biến mất sâu xa. Đức Phật khen Bồ Tát quán tuệ, hay thay là quán tuệ chỉ có ông mới có khả năng hỏi Như Lai về nghĩa sâu xa như thế. Này quán tuệ, ông nay đã có khả năng làm an ổn cho tất cả chúng sinh và cũng khiến cho họ được đầy đủ. Này quán tuệ, ông vì thương xót các hàng trời người đã làm nhiều an lạc và nhiều lợi ích cho phần đông, cho nên mới hỏi ta nghĩ như vậy. Hay thay này quán tuệ, hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói về tâm ý, ý thức, người bí mật sâu xa. Này quán tuệ, đối với việc sinh tử trong sáu đường, các loài chúng sinh nào là sinh từ trứng, sinh từ bào thai, sinh do ẩm thấp, sinh do biến hóa, thọ thân, rồi sinh thân và thân được nuôi lớn. Ban đầu tất cả chủng tử tâm tánh đó hòa hợp, không đồng, tăng trưởng, sai biệt, mọi sự thành tựu được nương vào hai thứ chấp giữ. Một nương vào sắc, tâm, căn mà chấp giữ. Hai nương vào tướng không phân biệt, phân tập, ngôn ngữ, hỷ luận mà chấp giữ. Này quán tuệ, trong cõi sắc hương, trong cõi sắc nương vào hai thứ chấp giữ mà sinh, trong cõi chỗ sắc, chẳng phải hai thứ chấp giữ mà sinh. Này quán tuệ, thức ấy được gọi là A Đà Na Thức, tâm thức. Vì sao? Vì A Đà Na Thức đó bao lấy tướng, thân tướng, ứng thân này. Này quán tuệ, thức đó cũng gọi là A Lê Gia Thức. Vì sao? Vì dính, trụ dính vào thân ấy, cho nên tương ưng nhất thể. Này quán tuệ, thức đó cũng gọi là tâm. Vì sao? Vì tâm ấy là sự tăng trưởng của sắc, thanh, hương, vị xuất phát. Này quán tuệ, nước và A Đà Na Thức có thể sinh ra sáu thức, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Để quán tuệ, nếu một cảnh giới hiện tiền, một thức thân được phát khởi, thì không thể phân biệt ý thức liền với nhãn thức cùng lúc đều sinh ra. Này quán tuệ, nếu hai, ba, bốn, năm cảnh giới hiện tiền, năm thức thân được phát khởi, thì không thể phân biệt ý thức liền với năm thức cùng một lúc đều sinh. Này quán tuệ, ví như dòng nước chảy, nếu có một duyên khởi lên thì một gợn sóng sẽ nổi lên. Nếu hai ba cho đến rất nhiều nhân duyên đồng khởi lên thì nhiều đợt sóng lại nổi lên. Này quán tuệ, như dòng nước ấy vẫn không bị ngắt quãng. Lại nữa, này quán tuệ, ví như mặt gương sạch không nhơ, nếu có một hình đối diện thì liền thấy một bóng. Nếu có hai ba hoặc nhiều hình tượng thì liền thấy rất nhiều hình tượng sai khác. Này quán tuệ, như mặt gương sáng đó vẫn chiếu rõ các hình tượng, không có gì khác. Này quán tuệ, như vậy dầu nước chảy, gương sáng, hình bóng đều nương vào A Lê Gia Thức, nắm giữ A Lê Gia Thức, nắm giữ A Đà Na Thức. Nếu một nhãn thức nhân duyên hiện ra trước thì một ý thức cùng với nhãn thức đồng thời ôm giữ lấy cảnh. Này quán tuệ, nếu năm thức thân, năm loại nhân duyên mà mất nhất thời hiện ra, thì ý thức không phân biệt liền cùng với năm thức nhất thời giữ lấy cảnh. Này quán tuệ, như vậy, Đại Bồ Tát đưa vào pháp trí trụ, sẽ khéo biết như thật tâm ý, ý thức, pháp bí mật sâu xa. Này quán tuệ, nhưng Phật không nói các Bồ Tát là phải khéo hiểu biết tâm ý, ý thức, pháp bí mật sâu xa. Này quán tuệ, nếu Bồ Tát không thấy trong ngoài A Đà Na, không thấy A Đà Na Thức, có khả năng biết như thật, không thấy A Lê Gia, không thấy A Lê Gia Thức, không có tâm hỷ luận, không thấy mắt, không thấy sắc, không thấy thức của mắt, không thấy tai, không thấy tiếng, không thấy thức của tai, không thấy mũi, không thấy hương, không thấy thức của mũi, không thấy lưỡi, không thấy mùi vị, không thấy thức của lưỡi, không thấy thân, không thấy tiếp xúc, không thấy thức của thân. Này quán tuệ Bồ Tát, không thấy ý trong ngoài, không thấy pháp trong ngoài, không thấy ý thức trong ngoài, có khả năng biết như thật. Này quán tuệ, ta nói các Bồ Tát như vậy khéo biết nghĩa thứ nhất. Này quán tuệ, thế nên ta nói Bồ Tát nên biết tâm ý, ý thức, pháp bí mật sâu xa. Này quán tuệ, Bồ Tát hiểu biết tâm ý, ý thức, pháp bí mật sâu xa như vậy rồi, ta cho rằng người này là Bồ Tát chân chánh. Đức Thế Tôn liền nói kệ: các thứ A Đà Na, hay sinh ra các pháp, ta dụ như nước gương, không vì người ngu nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Tam Mật Giải Thoát, quyển 1, quyển đem công đức này hướng về trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên nền bốn ăn nặng dưới gốc quả ba đường. Nếu ai thể nghe được phát tâm Bồ đề, một báo thân này sanh ra cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.